Rồi, xin chào anh em, lâu ngày nhắc lại với anh em về cái bàn Samsung Note 10 Lite mà bị không lên màn hình. Thịnh đã cứu cho rất nhiều anh em thoát khỏi cái tình cảnh phải thay màn ha. Thay màn con này bây giờ Thịnh công khai luôn cái màn hình mới tinh chính hãng tầm khoảng 3 triệu hơn anh em. Đó thì cái dấu hiệu lỗi của nó là anh em đang xài bình thường, không rơi rớt, không vào nước, đột nhiên nó không lên màn. Anh em ghi nhớ cái dấu hiệu lỗi này giùm mình. Còn anh em làm rớt, nó không lên là cái câu chuyện khác. Anh em vô nước, nó không lên là một cái câu chuyện khác. Còn anh em đang xài bình thường, không có những tác nhân ngoại cảnh đó mà tự nhiên nó không lên hình thì 90% là sẽ cứu được và không cần thay màn. Cứu ở đây là nói cái gì? Cứu ở đây là chúng ta xử lý trên bo mạch, không cần phải thay màn hình, và cái độ ổn định của nó mình đã kiểm chứng là tốt. Đó, mình đã làm rất nhiều máy và khi mà mình đã đăng lên thì mọi thứ đã có cái sự ổn định và kiểm chứng rồi, mình mới nhận làm cho anh em. Đó, anh em yên tâm với vấn đề đó ha. Ở đây có nghĩa là chúng ta thừa hưởng hoàn toàn cái tinh túy của sửa chữa, đó là tiết kiệm chi phí mà vẫn đạt được cái hiệu quả sử dụng như lúc ban đầu. À, bộ màn vẫn là màn zin, vẫn mượt mà, vẫn sáng đẹp, vân tay vẫn bình thường, không phải ngậm đắng nuốt cay hay những cái màn lô màu sắc xấu, cảm ứng đơ, mất vân tay rồi vân vân. Đó là cái hay của cái công tác sửa chữa này, nó tiết kiệm được chúng ta tiền bạc mà nó vẫn giữ được cái hiệu quả sử dụng như lúc ban đầu. Rồi anh em hỏi mình là làm sao để sửa chữa và cái cách sửa và cái cách dùng máy làm sao để cho nó bền bỉ. Đó thì mình nói với anh em cái về thao tác sửa chữa xử lý trên mạch như Thịnh nói vừa rồi á, là cái này nó là một cái công trình bên mình nghiên cứu ra và bên mình đã áp dụng thực tiễn, nên là cái độ bền, độ ổn định và cái kỹ thuật làm của nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái tay nghề của người thợ luôn. Đó nên là không phải là anh em nào là thợ sửa điện thoại cũng có thể sửa cái lỗi này. À, nên là anh em ở vị trí người dùng, anh em hãy hỏi kỹ trước cái nơi của anh em gửi máy, định gửi máy, rằng họ có biết về lỗi này không, đã làm qua chưa. Đó, để tránh cái tình huống gì anh em, tránh tình huống họ chưa làm qua cái lỗi này, họ không biết cách làm thì nhiều khi họ đi sai. Họ đi sai thì cái màn hình của chúng ta vốn có thể cứu được, không cần phải thay màn, nhưng mà họ dự đoán sai về ban bệnh nên họ tắt cái màn ra, họ ép cổ, họ làm này làm kia thì cuối cùng nó thành nó hư thật luôn. Đó là cái câu chuyện rất thường gặp trong thế giới sửa chữa ngày nay. Nên là nói với anh em bây giờ anh em sửa là anh em phải sửa chữa theo lỗi, theo ban. Đó, cụ thể cái ban này lỗi như vậy đó, anh làm như thế nào, rồi chi phí rồi này nọ. Nếu mà một người thợ họ biết về lỗi này rồi, chắc chắn họ sẽ báo cụ thể cho anh em luôn. Đó, họ không cần phải báo để em kiểm tra đồ kia nọ đâu. Đó, như cái này của mình, anh em nào gọi điện hoặc là nhắn tin mình tư vấn là mình báo cụ thể luôn. Đó, bởi vì mình làm qua rất là nhiều, mình nắm rồi ha. Rồi ok, anh em nào cần tư vấn về sửa Note 10 Lite lỗi không lên hình, anh em cứ liên hệ trực tiếp thông tin mình để bên dưới.